Hello anh em. Gái gú là phù du, trực tiếp game là bất diệt nhá. Nói luôn một câu cho nó nhanh. Rồi, trong phần này chúng ta sẽ đến với cánh nam của pháo đài Điện Biên Phủ và vài những chiến binh và vài cái chiến sĩ chuyên bắn tỉa. Có thể nói là nếu mà anh em đã từng xem những cái phóng sự về chiến dịch Điện Biên Phủ thì chúng ta thường chỉ biết đến những cái bộ binh bình thường của chúng ta thôi. Nhưng mà riêng trong phần này chúng ta sẽ vào vai những chiến sĩ bắn tỉa, những người lính bắn tỉa với cái phần chơi là những con chuột ở sông Nậm Rốm. Anh Hà yêu cầu phải từ 300 đến 400 mét phải bắn được quân địch. Bọn Pháp mà bị bao vây kinh quá là đêm mới dám ra ngoài lấy nước. Và bọn tôi sẽ ngắm nó khi mà nó ra suối lấy nước. Đồng chí B34 đóng chốt gần đó có mấy khẩu. À mình sẽ đi mượn, bây giờ mình sẽ đi mượn mấy khẩu súng ngắm. Em chưa được bắn súng ngắm bao giờ. Rồi vào PUBG bắn. Xem cái ống ngắm, như cái ống nho mày. Đi thôi. Anh Túc có vẻ chưa PUBG bao giờ. Em chưa dùng súng ngắm bao giờ. Vào PUBG có ngay, nhặt thính là có ngay Túc nhá. Nghe chưa? Sao? Trung Liên nhá. Ổ Trung Liên. Bắn tỉa tiêu diệt địch, bắn thế nào được, sao lại bắn thế nào được? À rồi, nghe tiếng pháo. Rồi, kinh ngờ. Em không bắn kịp. Túc chán quá. Nào, đi thôi. Rồi, sao anh? Bây giờ như nó nào? Sửa hàng rào kìa, ngay chỗ bom. Nó sửa hàng rào đây rồi. Thêm một thằng nữa đây. Hai thằng. Bên trái, tầm 10 mét thôi. Tới thằng bên phải, Hà bên trái. Túc, tự chọn mục tiêu. Đó. Rồi, Hà, Túc. Một phát. Tốt, sức. Di chuyển. Quá nhanh. Biệt đội súng ngắm gì mà chả có ngắm ngủng gì nữa. Ừ, BSK VN ngay. Rồi có một thằng bên trái. Đúng giữa. Hà phải. Bắn theo lệnh của tôi. Bắn. 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 Cay chửi bậy thế. Súng gì đây? Súng tỉa đây, nhặt đi. Không sao. Đây rồi. Mosin Nagan đây rồi. Chúng mày chết uột. Đây rồi. Mosin Nagan. Ôi. Được anh ơi. Có ngắm 16x rồi nhưng mà bọn kia đâu bắn cũng kinh. Mày láo này. Anh em thấy sao? Mày này. Ôi trời ơi. Best. Hai thằng. Xong rồi. Đi thôi. Gần hết mẹ cả băng đạn. Ôi trời ơi mẹ. Vãi đái. Cả đêm nay chúng tôi không tiến thêm bước nào. À mình cứ đào hào, chúng lại lấp hào lại. Tổ sư cái bọn khốn nạn. Có bọn địch chuyên môn đi lấp hào. À, bắn chết bọn lấp hào. Láo này. Headshot. Trời ơi thủng mồm. Thằng bắn tỉa đây rồi. Thằng bắn tỉa đây này. Lắc đầu với con chó. Thằng bắn tỉa này. Headshot. Trời ơi mẹ. My god. Ông Túc đã khoe giết được hai thằng. Tổ sư tao giết hai thằng còn chưa khoe. Khoe điểu. Anh Túc khoe nhanh thế. Còn chưa. Rồi chúng rút rồi. Thắng rồi. Rút rồi, chúng rút rồi. Ôi rồi, nó chưa rút. Khổ thân anh này. Sao chúng rút rồi mà sao anh kia lại chết. Khổ thân anh kia, chúng rút rồi.
Ôi thời này đã có đồng hồ Rolex rồi. Các đồng chí giàu vậy. 9 giờ tối. Tiếng ếch kêu. Tôi nghe thấy tiếng ếch kêu. Đồng chí thời này đã có Rolex đeo. Apple Watch đấy, ngày xưa là ví với lại Apple Watch đấy. Áp sát, sẵn sàng chưa? Sẵn rồi, sẵn sàng rồi anh Thái ạ. Sẵn sàng. Anh Thái và anh Thanh di chuyển theo lệnh của tôi. Rồi, di chuyển, bò. Nói chung cái game này vẫn còn thiếu một cái tính năng. Đó là cái giao lưu giữa bộ đội Cù Hồ với cả các nữ dân công. Đáng lẽ nên có một cái màn chơi như vậy. Hoa này là hoa cứt lợn. Đến. Đấy. Ôi cái gì đây? Wait a minute, wait a minute. Hai anh độn thổ à? Anh Thái vừa độn thổ xong anh em ạ. Phải cất anh Thái với anh Thanh vừa mới độn thổ. Chờ các anh, đi thôi. Đồng đội thế này thì đi chưa anh? À đây, ôi anh Thanh vừa mới coi như là độn thổ lên. Tổ sư. Rồi hoa này gọi là hoa xuyến chi khổ. Tôi cứ gọi cái tên dân dã hoa cứt lợn. Sao anh nằm nhanh thế? Nói trước em mấy tiếng chứ. À có xe của địch đi qua. Tiến. Rồi. Assassin's Creed vãi cứt. Kìa rồi. Bắn chưa anh? Có giảm thanh không? Làm gì đấy? À, kỳ quá nhở? Công... Đồn lên. Chúng nó đến cái anh ơi! Chúng nó đến hai anh ơi! Nhanh lên! Chúng nó đến! Nhanh! Đấy rồi! Nhanh! Rồi! Chui vào trong rồi! Hay lắm! Trời ơi, ngủ gật hả con? Ngủ gật. Anh em biết cái đòn sập là đòn sập như thế nào không? Đòn sập này được dạy cho đánh đặc công đấy. Sập một phát vào trong cái hõm ở chỗ cổ. Hõm chỗ cổ với cả vai ấy. Sập cái quả đấy sẽ sập như nào? Dao sẽ xuyên từ cái hõm đấy xuyên thẳng vào tim để giết. Đấy là một trong bài học dành cho đánh đặc công đấy. Sập dao là phải chết. Sập một phát chết ngay. Chó à! Bị chó cắn chết! Ơ kìa! Cái gì đây? Mẹ! Ở gần cái xe! Đùa! Rồi nó ném lượng, mình ở gần cái xe quá, không được đứng gần cái xe này. Rút kinh nghiệm. Ơ anh Thanh đâu rồi? Ơ kìa cái gì đấy? Ôi hiểu đứng xa xe thì được cơ mà. Đâu rồi anh Thanh đợi em với ngươi. Ấy ra. Kinh nghiệm chứ. Anh Thanh đây rồi, anh vừa đấm chết thằng Pháp. Hay quá. Anh Thanh chưa chết anh em nhá. Anh Thanh hóa ra là đi đường rừng, anh lẻn theo và đấm chết thằng khác. Quả cận chiến có thể nói là quá vãi trưởng. 20 minutes later. Ok, anh đâu rồi? À đây, cái gì đấy? Ơ? À. Nổ rồi, hy sinh rồi. Hy sinh ở trong này rồi. Này không biết là có bọc phá mình cài hết ở dưới rồi. Ấy da, nhảy ra ngoài, hay quá. Rồi. Vãi cả trường. Tiêu diệt toàn bộ sân tài không chết. Giai đoạn ác liệt nhất rồi anh em ạ. Bắt đầu đến giai đoạn ác liệt nhất rồi.
chúng ta đánh đổi A1 và C1. Hy vọng là sẽ có một màn tái hiện chúng ta đặt cái quả thuốc nổ 1000 cân thuốc nổ. Đấy rồi, mặc lốp anh hả em? Bắn hên gần đất băng mà không chết, giật thế. Rồi. À, lá cờ Việt Nam đi rồi. Xuất. Chạy theo anh cầm cờ lên sao tự nhiên im bắn này. Mọi người tự nhiên tĩnh lặng vậy. Xuất. Lá cờ chuột. Chúng ta rút rồi. Ôi dồi ôi. Chúng rút rồi đây. Nấp vào trong lô cốt. Khổ thân anh đang trúng rút rồi. Cả quả pháo vào người. Khốn nạn. Như vậy là trong cái con game này đúng là có cảnh chúng ta sử dụng quả bộc phá thật anh em ạ. Tôi sẽ kể cho anh em một chút về cái quả bộc phá nặng 1000 cân này nhá. Ta lúc bấy giờ ấy là quân mình, bọn Pháp nó có một cái cứ điểm ở trên đỉnh đồi nó cực kỳ mạnh. Và quân mình lúc bấy giờ là không làm nào, bộ đội thương vong rất là nhiều. Thế là mình nghĩ ra một cách là thu thập các cái thuốc nổ vào, gộp vào nhau thành một cái quả đạn 1000 cân. Sau đấy là chúng ta đào. Đấy, cho coi như là một vài chiến sĩ đào, chuyên đào từ bên ngoài đào đến tận đáy của cái công sự đấy, xong để quả bộc phá 1000 cân vào. Và thậm chí là cái lúc đấy nhá, là có một chiến sĩ là đã coi như là sẵn sàng trên tay cầm một cái quả thuốc nổ khoảng 3 kg, sẵn sàng nếu như khi mà chúng ta giật cái kíp nổ ấy mà bom không nổ thì chiến sĩ đấy sẽ cầm quả bom 3 kg đấy lao vào và chấp nhận hy sinh để biến thành cái kíp nổ sống. Đấy. Đây là một trận cái chi tiết cực kỳ là anh hùng của quân ta trong cái trận này. Và sau đấy thì toán quân của chúng ta khi mà chuẩn bị lao lên ấy được ra lệnh là quay coi như là lưng trở lại với đồi, há mồm để tránh cái sức nổ của cái quả bộc phá 1000 cân đấy. Cuối cùng chúng ta cho nổ quả đấy và chúng ta tiêu diệt toàn bộ, gần sập luôn một nửa cái pháo đài của bọn Pháp ở trên đỉnh luôn. Phải nói là một trong những cái chi tiết rất là anh hùng của quân ta. Đêm ngày 6 tháng 5 này, 8:30 được phá nổ. Hướng dẫn chúng tôi chống tay, chổng mông, bịt tai, nhắm mắt, quay lưng về phía vụ nổ để tránh sức ép. Bởi vì nếu mà chúng ta quay theo hướng của cái sức ép của vụ nổ 1000 cân mà nó sẽ khiến chúng ta vỡ phổi luôn. Sắp đến giờ rồi. Nằm xuống, quay lưng về phía vụ nổ. Quay lưng phía vụ nổ. Đấy, tất cả quay lưng hết, nằm há mồm chổng mông. 1. Nổ ơi, lên. Kinh ơi. Vụ nổ. Lên. Thôi, lên. Thôi, để lên anh em. Sao lên? Anh em sao không lên được? Anh em cho tôi lên với, sao không lên được? Ba mẹ rồi. Kẹt rồi, anh em đợi tôi với. Không lên được. Ủa lấy cái gì nào, khổ lắm rồi. Các đồng chí chắc đang nôn nóng, đã biết là mình làm cái trò gì giờ này vẫn chưa lên được. Làm như nào? Chán. Thôi thôi. Đang sướng lào lên. Thôi anh em ạ, tôi tự nhiên tôi coi như là mất cả hứng lao lên rồi.